Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề ha. Thì hôm nay em sẽ quay một mớ nè anh em, bán combo này ha. Đó, thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề ha. Rồi, giá em báo giá công khai luôn ha. Thì mớ này em bán giá là 500 ngàn anh em. Chuyển khoản đủ em sẽ bao ship ha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi, em cũng vô quay chi tiết từng món cho anh em rồi ha. Rồi, đầu tiên là một cây kìm của cây này của Victor nha. Anh em về vệ sinh lại ha. Đó, cây này xây dài anh em. Nè, xa băng luôn nè ha. Một món. Rồi, cây kìm quay chéo hai nắc nè. Có dấu rít luôn nè ha. Rồi, cây mỏ lết xây 200 mm. Đây cũng ha, cũng 200 luôn nha. 3 cây. Rồi cây này xây 250 nhưng mà nó mắc con ốc này ha. Vậy anh em mình kiếm gắn vô. Rồi con này thì nó hơi bị gỉ sét ha. Con này của bonsai gì nè. Con này về anh em mình vệ sinh rồi nó ra thôi. Rồi con mỏ lít găng này nữa ha. Đó, mỏ lít găng nè. Đó, con này xài bình thường anh em, hoạt động bình thường ha, găng cỏ còn ngon lành nha. À, anh em thấy ha. Mà nó hơi bị cong cái này xíu. Vậy anh em mình đập với là nó ra ha, đập với là thẳng lại ha. Rồi cây này là xây xây 350 anh em, cây này xây 14 inch, tức là 350. 350 ha. Rồi còn cây kìm mỏ quả xây lại xây đại luôn nè, xây 300 ha. Xây này 300 mm anh em, của Sanki ha. Đó, 300 mm của Sanki. Găng hàm nè. Đó, nó bị hơi cắn xíu ha. Đồ đã sử dụng mà. Rồi, một cây búa đầu này nữa ha. Búa này 200 g anh em, 250 g ha. Búa này nặng 250 g. Nè, có chữ luôn ha. Rồi, một món nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Đó, 10 món như hình 500 ngàn ha. Anh em là chuyển khoản đủ em bao ship. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Em xin kết thúc clip nha mọi người.